Đội Tây Huyền xin được kính chào toàn thể tất cả các bác. Hôm nay Đội Tây Huyền sẽ lên sóng em nồi mít trứ khủng long này và cách sử dụng em nó ra sao với một cái em modern mã NG cái ngang AW109 các bác nhé. Đó, như một cái quả trứng luôn. Đây cái dòng siêu phẩm siêu hit VIP của Mitsubishi với cái song là song carbon. Đó, song than carbon này. Kamado song gốm luôn. Siêu dày dày 10mm đó, cực kỳ dày luôn. Rồi chúng ta sẽ đi vào cách sử dụng của em nó. Sau khi cắm điện vào chúng ta thấy rằng là nồi hiển thị đồng hồ nhé. Riêng cái dòng này thì khi chúng ta rút điện ra thì sẽ không hiển thị đồng hồ, nhưng khi chúng ta cắm điện vào thì nồi còn pin sẽ hiển thị đồng hồ cho các bác luôn. Bên ngoài Đội Tây Huyền đã dán dịch tính viết cho các bác. Chọn gạo, menu đó. Và đây, Đội Tây Huyền riêng với mã này làm tận hai cái bản dịch cho các bác thì mới hết được đó. Hai bản dịch luôn, và bác nào đang sở hữu kem này mà chưa biết cách sử dụng thì chúng ta hãy xem hết video, cũng như là chúng ta có thể liên hệ qua Zalo của Đội Tây Huyền sẽ gửi cho các bác cái bản dịch miễn phí cho các bác luôn. Đó. Chúng ta thấy rằng đầu tiên là chọn gạo này, tiếp theo là menu này. Ở đến thương hiệu Yoshitsune này. Cái phần này các bác có thể là nếu bác nào biết hơn thì có thể nhắn lên phần comment ở phía dưới để cho Đội Tây Huyền cũng như là các bác khác tìm hiểu thêm về cái phần thương hiệu Yoshitsune này các bác nhé. Chúng ta thấy rằng là nồi nó mặc định là gạo trắng, nấu thường, giờ, phút này. Phần chữ này là âm lượng tiêu chuẩn này. Đây là phần giữ ấm thức ăn. Đấy. Nút để điều hướng giọng nói, hẹn giờ, cài đặt, tắt, ủ là 2:1, tích hợp 2:1. Phần mũi tên sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới là để chúng ta điều chỉnh, lựa chọn. Và đây là chế độ nấu. Sau khi chúng ta ấn vào chọn gạo đầu tiên này, sáng rực luôn. Chúng ta có thể, em này thì có giọng nói luôn. Gạo trắng này, xuống dưới là gạo không vo, gạo nảy mầm. Đấy, chúng ta thấy có cái mầm nảy lên đấy ạ. Tiếp theo là phân chia cơm, chia cơm nó. Và cuối cùng đây là gạo lứt, để chúng ta thấy cái màu nó khác hẳn luôn đúng không ạ. Chúng ta về gạo trắng nhé. Sau chúng ta ấn menu để ra được các chế độ nấu của gạo trắng. Thì đây chúng ta thấy rằng menu này có rất nhiều luôn. Bởi vì Thái Huyền đã dịch ở đây cho các bác này. Rồi, trên đây là chế độ nấu eco tiết kiệm điện. Chúng ta chọn nó sau chúng ta ấn nút nấu. Đấy, thì nồi sẽ nấu luôn cho các bác nhé. Chúng ta cứ bắt định đấy. Như em này là khoảng 43 phút khoảng thôi, các bác lưu ý nhé. Và đang ngâm gạo này. Đấy, có tiến trình nấu luôn. Tắt đi. À, nồi nhớ lại cái chế độ nấu lúc trước luôn. Chế độ nấu thường này, chế độ nấu nhanh. Chúng ta thử chọn nấu đó. Sao cái chế độ nấu nhanh này là bao nhiêu phút nào? Chế độ này nấu nhanh thường là 30 phút. Còn có chế độ nấu siêu nhanh nữa. Thì dưới của cái chế độ nấu nhanh này, đây, đây chế độ nấu siêu nhanh. Thì khoảng 22 phút thôi các bác ạ. 22 phút là xong. Và các bác muốn ăn cơm ngon hẳn ấy, thì chúng ta chọn chế độ này là chế độ bậc thầy nấu ăn. Và chúng ta ấn nút nấu là cơm sẽ ngon nhất đối với cái chế độ của cái nồi Mitsubishi này, 52 phút. Vì em này là màn hình LED thì chúng ta nhìn chịu khó một xíu các bác nhé. Đó, sang trái sang phải luôn. Đó, ôi rồi đây có điều chỉnh luôn cho các bác này. Chế độ nấu mềm này, chế độ nấu rời này. Chúng ta muốn ăn ở cái giai đoạn nào? Rất là hay luôn. Ôi trời ơi. Giữa mềm và rời này. Sang trái sang phải là cứng này. Và dẻo. Đấy. Ôi trời ơi, rất nhiều luôn. Đây. Dẻo hơn này. Ôi trời. Quá xịn sò luôn các bác ạ. Đây cái giống cái hạt gạo các bác để chúng ta lựa chọn. Đấy, vậy là em này được nấu ở chế độ nấu mềm. Và hạt là hạt dẻo luôn, lên 86 phút các bác nhá. Rất là xịn luôn với một cái em nồi siêu VIP này. Các bác có thể tìm hiểu ở cái chế độ bậc thầy nấu ăn này và chúng ta sẽ lựa chọn được cái chế độ cơm mà chúng ta muốn ăn. Rất là hay đúng không ạ? Ấn menu ở bậc thầy để xuống dưới cái bậc thầy nấu ăn này chính là chế độ cơm cháy. Chúng ta sẽ ấn chế độ cơm cháy đây. Vì em này là một cái em nồi song gốm. Đấy, nên là nấu được cơm cháy thoải mái cho các bác. 69 phút này, tắt đi. Rồi, chúng ta lại lựa chọn tiếp. Với gạo trắng này, cơm cháy đi xuống dưới tiếp này. Thế cơm trộn kiểu Nhật này. Xôi này, rất là hay luôn.
cháo này, cháo hay là gạo, cháo bột hay là gạo Trung Quốc này, cơm lúa mạch này, cơm lúa mạch Yoshitsune. Đó. Riêng cái phần Yoshitsune này thì các bác đồ nhà Thái Huyền nhờ bác nào mà đã quen dùng cái dòng nồi cơm này, và đặc biệt chúng ta biết về cái chế độ nấu này, thì hãy comment phía dưới để cho đồ nhà Thái Huyền thể học hỏi thêm nhờ các bác nhé. Rồi xuống dưới đây thì chúng ta lại quay về cái chế độ ban đầu là eco đấy. Chọn gạo đây, dưới gạo không vo thì nó có chế độ nấu đông y chang như là của gạo gạo trắng thôi, nên chúng ta sẽ không cần phải tìm hiểu cái phần này nữa. Và đồ nhà Thái Huyền thì đã ghi gạo trắng, gạo không vo là các chế độ nấu đây rồi cho các bác. À, xuống dưới đây là gạo đại mầm, ấn menu này thì có chế độ nấu thường này. Tiếp theo chế độ nấu thường đây thì là Yoshitsune nấu chín này, cơm trộn kiểu Nhật này, và cuối cùng là cháo. Đó. À, với cái chế độ gạo nảy mầm này thì nó chỉ có 4 chế độ nấu thôi, nó cực kỳ là ít. Ta sẽ sang tiếp theo chọn gạo nữa. Dưới gạo không lâu gạo nảy mầm này thì chính là gì đây? Là chia cơm. Cái từ này không biết đồng nghiệp Thế Huyền đã dịch chuẩn hay chưa, nhờ các bác kiểm tra lại giúp. Về cái phần chia cơm này thì nó có những chế độ gì? Chế độ nấu thường này, cơm trộn kiểu Nhật này, cháo này. À, chỉ có 3 chế độ thôi các bác nhé, 3 chế độ về cái phần chia cơm này. Tắt đi, chọn gạo tiếp. À, thì dưới chia cơm chính là gạo lứt, chúng ta thấy màu của gạo lứt nó khác hẳn. Đây, đây cái phần này đồ nhà Thái Huyền đã dịch ra một cái bản thứ hai. Đó. Chia cơm vừa đấy chỉ có 3 thôi ạ. Gạo lứt thì là đôi 4, 6, 6 chế độ. Chúng ta sẽ đi vào luôn. Và việc ấn menu này, nấu thường này, đi xuống là gì? Yoshitsune nấu chín. Tiếp theo là cái từ này là vàng lấp lánh, nghĩa là cái gạo lứt này có cái màu vàng là thế nào nhỉ? Cái này đồ nhà Thái Huyền cũng cần phải nhờ các bác biết hiểu về cái chế độ này, comment phía dưới giúp đồ nhà Thái Huyền nhé. Vì đồ nhà Thái Huyền là dịch theo mặt chữ. À, tiếp theo cái này là nấu gạo lứt với có cái vẻ đẹp giống kiểu về đẹp thẩm mỹ, cái từ này từ mỹ rúng ấy. Đó, vẻ đẹp này. Tiếp theo là cơm trộn kiểu Nhật, cháo này. Đấy thì lại về thôi. À, gạo lứt thì chỉ có 6 chế độ để chúng ta chọn. Và phần này là âm lượng tiêu chuẩn, và bên phải là giữ ấm. Rồi chúng ta sẽ thoát ra ngoài. Rồi thoát ra ngoài chúng ta sẽ chọn cái phần cài đặt này. Phần cài đặt ở đây là có 3 loại cài đặt cho chúng ta lựa chọn. Và chúng ta sẽ lựa chọn bằng gì ạ? Bằng cái mũi tên lên xuống này. À, lên xuống hay trái phải để quyết định các bác nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau. Đầu tiên là cài đặt giữ ấm. Chúng ta sang phải này thì có hiển thị 3 cái chế độ giữ ấm của nồi. Thứ nhất là giữ ấm thức ăn, thứ hai là đi xuống đây. Đấy, là giữ ấm liên tục, thì chúng ta ấn nút mũi tên này thì là nồi mặc định ở giữ ấm liên tục các bác nhé. Đấy thì đã chuyển sang chế độ giữ ấm liên tục ở đây rồi. Vừa nãy chúng ta thấy rằng là nó bên cạnh là cái âm lượng tiêu chuẩn thì nó là giữ ấm thức ăn thôi, bây giờ là giữ ấm liên tục. Và ngoài ra ấn mũi tên sang trái này có chế độ là tắt ủ ấm thì giữ nóng đi. Thôi chúng ta sẽ không chọn này nữa, chúng ta sẽ chọn cái trên này nhá, giữ ấm liên tục này. Đó. Rồi, đã cài đặt được giữ ấm liên tục, giữ nóng liên tục cho cơm sau khi về chế độ cơm. Rồi chúng ta sẽ đi xuống này. Đây đây chính là cái phần rất là hay là cài đặt âm lượng của âm thanh. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn sang phải này. Đang là lựa chọn âm lượng tiêu chuẩn, chúng ta muốn âm lượng to này hay là không có âm thanh này hay âm lượng nhỏ. Đấy, nếu bác nào không muốn nghe thì chúng ta chọn không âm thanh này. Sau đó chúng ta ấn nút sao phải thì vậy là nồi sẽ không có tiếng nữa, không có âm thanh nữa. Chúng ta thấy rằng này, ấn chọn gạo nữa không có tiếng nữa, menu không có tiếng nữa. Đấy, nếu bác nào không muốn nghe thấy tiếng nhé, nhiều đồ nhà Tây Huyền thì muốn có tiếng sẽ để cho cái âm lượng nó về nhỏ là cái trên cùng này, nhỏ này, và ấn nút chọn
nhỏ hơn hạt đúng không ạ? Âm lượng nhỏ và giữ nóng liên tục, ủ nóng liên tục. Rồi đây là cái phần ủ nóng, chúng ta tiếp theo chúng ta vào phần cài đặt tiếp. Ủ nóng và âm thanh. Xuống dưới là chúng ta có cái phần cài đặt thời gian nhé. Cái này rất là hay luôn cho chúng ta, để chúng ta có thể dùng cái chế độ nấu hẹn giờ. Ấn mũi tên sang phải nào. 14 giờ. Sang phút, sang bên phải thì sẽ là phút 14:04. Không cài đặt cái là không ấn cái là nó sẽ 14:04. Ấn và giữ cho đồng hồ về cái thời gian chuẩn giờ hiện tại Việt Nam mình để chúng ta dùng được chế độ hẹn giờ nấu một cách chuẩn nhất. 05 đi, ok, bỏ tay ra và nồi để một lúc thì nồi sẽ nhớ lại cái giờ chúng ta vừa chỉnh. Ok, được rồi, đã chuẩn về giờ của Việt Nam mình rồi các bác nhé. Em này thì nó là nồi VIP. Đây chúng ta sẽ chịu khó xem hết video để biết cách sử dụng một cách tối đa. Rồi hẹn giờ đây. Trước khi hẹn giờ thì chúng ta phải cài đặt về giờ chuẩn Việt Nam mình rồi này. Chúng ta chọn chế độ gạo, rồi chúng ta nấu gạo trắng nhé. Menu và Đùi Tây Huyền để muốn nấu ở cái chế độ là bậc thầy nấu ăn, để mình thể lựa chọn được cái chất lượng cơm chúng ta muốn ăn. Ấn mũi tên sang phải này. Đó. Thì đây là bề này, rời này, cứng này, dẻo này. Đó, chúng ta sẽ sang lên trên này, nghĩa là chế độ vừa mềm vừa dẻo ở đây. Rồi. Tắt đi này. Lựa chọn lại các bác ạ. Đây trên này, và ấn nút nấu để nhớ lại cái chế độ vừa chọn đã. Mềm này, dẻo. Mochi. 92 phút các bác thấy không ạ? Vừa mềm vừa dẻo thì 92 phút. Chúng ta đã lựa chọn được cái chế độ nấu rồi, thì chúng ta sẽ hẹn giờ. Hẹn giờ 1. 4 giờ. Chúng ta sẽ muốn là ví dụ như là chúng ta muốn có là 19:30 có cơm ăn đi. 19 giờ này. Sao phải lợi phút này. 19:30 có cơm ăn thì chúng ta sẽ ấn nút nấu. Rồi và chúng ta thấy rằng màn hình đã hiển thị gì ạ? Chế độ gạo trắng nấu mềm dẻo. 19:30 sẽ nấu xong. Âm lượng bé. Cài đặt là ủ nóng liên tục. Hẹn giờ nên là sáng đèn của nút hẹn giờ các bác nhé. Đó, sau khi chúng ta chọn giờ xong chúng ta ấn nút nấu. Ôi, cài đặt của em này quá là nhiều luôn. Rất nhiều chế độ nấu luôn. Tắt ủ nóng thì rất là đơn giản cho các bác rồi. Ủ nóng một lần nữa là được thôi. Đây, cái phần mà thương hiệu Yoshichun này. Ôi, quá nhiều luôn các bác ạ. Ở bên trong này nó có rất là nhiều về cả mùa thu, về thời gian này. Cái này Đùi Tây Huyền sẽ nhờ bác nào biết về cái này thì sẽ lựa chọn hướng dẫn giúp nhé. Vì cái này có tận 14 chế độ luôn. Quá nhiều chế độ luôn ở phần này. Rồi, điều chỉnh bằng giọng nói này thì chúng ta sẽ không dùng đến nữa rồi. Vâng, và trên đây Đùi Tây Huyền đã hướng dẫn các bác cách sử dụng cái em nồi cơm Mitsubishi siêu phẩm trứng khủng long với mã NG-AW109. Một cái em mà hiếm có, khó tìm ở trên thị trường Việt Nam mình. Xong gốm than carbon. Xong carbon nhé. Siêu dày 1cm, 10mm cho các bác luôn. Màn hình LED có giọng nói cô gái nhất. Với vô vàn rất nhiều các chế độ nấu ăn, chúng ta có thể điều chỉnh được các chất lượng cơm mà chúng ta muốn ăn. Dẻo hơn, mềm hơn, hay là cứng hơn, hay là dời hơn. Vào cái phần mà menu chọn gạo trắng bậc thầy nấu ăn đấy mà Đùi Tây Huyền đã hướng dẫn cho các bác. Nếu như bác nào đang sở hữu em này mà chưa có bản dịch tiếng Việt, cần hỗ trợ thì hãy nhắn qua Zalo, Đùi Tây Huyền sẽ gửi bản dịch miễn phí cho các bác. Và các bác thấy video hay hữu ích thì hãy ấn nút like, ấn chữ chia sẻ và ấn chữ đăng ký để nhận nhanh nhất những thông báo từ kênh Đùi Tây Huyền nhé. Đùi Tây Huyền ngoài mẫu nồi cơm này ra đã hướng dẫn thì còn rất nhiều mẫu nồi cơm khác đã hướng dẫn các bác cách sử dụng một cách rất là chi tiết, rất là cụ thể. Mời các bác vào kênh Đồ Nhật Thanh Huyền, vào danh sách phát, vào hướng dẫn sử dụng nồi cơm Nhật để có thể tìm được cái mã nồi cơm mà chúng ta đang cần hướng dẫn sử dụng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Shop.